mùa thu gió heo bung mai. Về đâu có nhớ chân những vì sao long lanh, đưa tiễn người một đêm không trăng. Nói sao nên lời lòng buồn như chiều rơi, trong đêm khuya những bước chân qua thềm gợi niềm thương nhớ vô vàn. Người về đường đi kết gió chân xa, trùng màu không gian. Người về dòng sông thương nhớ, để bên vắng con đò buồn mong người người hay chờ. Người là vì sao nhỏ bé, tâm ai ước cho lòng là một bầu trời xanh. Xin chào tất cả các bác yêu audio. Vậy thì hôm nay không biết là các bác nghe nhiều bản nhạc Tết của em từ rất lâu rồi, thì hôm nay các bác có cảm nhận thấy có cái gì khác biệt so với mọi hôm không? Và các bác là sở dĩ hôm nay em sử dụng đôi loa Electrovoy, đôi loa đồng trục Electrovoy, một trong những đôi loa mà rất là quen thuộc với tất cả mọi người. Về mức giá thì mức giá của nó ở cái mức giá rất là trung bình, tiếng thì khá là ok. Đấy, còn hệ thống ngày hôm nay thì vẫn là sử dụng đầu loa Edison. Và đặc biệt hôm nay là em sẽ sử dụng con âm ly Sudden. Tại vì sử dụng con Sudden này, vì con Sudden này các bác quen thuộc quá nhiều rồi, em test rất nhiều video đúng không? Test nhiều loại loa, nhiều bản nhạc khác nhau. Vậy thì hôm nay em sử dụng nguyên một cái bộ cũ rất quen thuộc với cả tất cả các bác để em test. Vì hôm nay em đã nâng cấp lên một cái mới, đó là bí quyết nằm ở trong hai cái hộp này, các bác như vậy.
Đúng là sau khi em làm xong em trải nghiệm thì em mới nghĩ là chỉ đúng là chỉ có Tây Lông nó mới nghĩ ra những cái trò chơi như thế này và các bác như vậy. Nó cực kỳ hay, nó giúp cho cải thiện âm thanh cực kỳ tuyệt vời, tĩnh nặng. Các giải âm thanh đều được mở một cách rất là thoải mái, không bị bó hẹp, rất là hay. Đây các bác nhìn này, cái cổng kết nối của nó thì rất là đơn giản thôi. Em sử dụng đầu cuối ở kia, đầu cuối của hai dây này cũng là đầu bắp chuối, đi vào đấy, sau đó thì đi qua các cái linh kiện ở trong cái hộp này, sau đó thì em sẽ để hai cái đầu bắp chuối đi lên để các bác kết nối hai cái đầu bắp chuối của các bác đang chơi, cắm thẳng ra loa. Đấy, rất đơn giản, thiết kế rất tiện lợi, rất dễ sử dụng, chỉ việc cắm kết nối và lối ra, thế là xong. Ok, tuyệt vời lắm các bạn. Đợt trước em đã nhắc một lần rồi đấy, em sẽ cố gắng làm cái này. Và lần này em sẽ làm cái hộp này để tiếp cho cái dây tín hiệu là dây loa. Và lần tới, chắc là phải thứ bảy chủ nhật tuần sau, có thời gian rảnh rỗi thì em sẽ thiết kế một cái hộp tiếp nối cho dây AV. Đấy các bạn vậy. Và nó có cả hộp tiếp nối cho dây nguồn nữa cơ, chứ không phải là chỉ riêng cho dây loa dây AV, mà có cả hộp tiếp nối cho dây nguồn. Nó thiết kế ổ cắm ba chân bình thường như mọi người các bác cắm và kết nối, chuyển ra rất là dễ, rất là đơn giản. Xin phép các bác là bí quyết ở trong cái hộp này thì em không được tiết lộ, và em đã đóng gói rất cẩn thận, keo dán rồi tất cả mọi thứ đóng gói rất chặt chẽ. Khuyến cáo là chúng ta không nên mở ra. Nếu như mở ra mà các bác không biết đấu nối lại rồi tất cả các thứ nó đứt dây đứt dở bên trong thì rất là khó đấu lại. Đấy. Nếu như các bác không hiểu một chút về cách đấu đường đi dây của nó bên trong thì phá ra và đấu lại thì đấy là một điều khó khăn. Đấy. Và các bác là cái hộp này em sẽ bán ở cái thời điểm này là với giá 3 triệu cho một cặp. Và các bác nhé, 3 triệu cho một cặp để các bác về các bác chơi để trải nghiệm cho nó dễ. Rồi thời gian sau, thời gian kế tiếp nữa thì chúng ta sẽ tính tiếp, nói sau. Nhưng tính đến tại thời điểm này em sẽ bán một cặp tiếp nối cho dây loa ở đây, đó là giá 3 triệu cho một cặp này, để cho các bác chơi, các bác trải nghiệm. Mọi người đều có thể đầu tư được, một cái giá thành em nghĩ rất là nhẹ nhàng. Ai cũng có thể đầu tư được một cái hộp tiếp nối cho dây loa để cải thiện hệ thống âm thanh. Còn cái dây mà kết nối, dây tim tím kết nối từ hộp đi xuống để tiếp nối cho các bác ấy, là các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Em đã thiết kế 8 loại bạc của dây quân sự để đi kết nối xuống phía dưới cho các bác, để đảm bảo cái tín hiệu âm thanh đi từ trên kia đến cái hộp, và cái hộp từ cái hộp là cái dây cũ của các bác để đi vào loa. Đấy. Hoàn toàn yên tâm về cái đường dây dẫn. Rồi. Ok. Nếu như các bác có những câu hỏi như thế nào và có những cảm nhận ra sao thì các bác hãy comment ở phía dưới, hoặc các bác hãy vào Zalo của em, thế một cái số điện thoại ở trên phần tiêu đề ấy. Chúng ta sẽ cùng nói chuyện, cùng trao đổi về cái hộp tiếp nối cho dây loa như thế nào. Rồi, ok. Ở cái video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu một cái hộp ngày hôm nay vừa làm xong. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo.